Hello, xin chào các thím và lại là mình và chào mừng đến với phần tiếp theo của Minecraft Washington Mod. Và nếu thích thì đừng quên like và share video để ủng hộ cho mình nhá. Thì trong cái quá trình mà mấy tập này ấy, thì nó cực kỳ đơn giản, nó sẽ là chờ cái cây cong queo lớn. Thì trong cái thời gian chờ cái cong queo lớn này chắc cũng phải mấy tập nữa, chắc cũng phải 2-3 tập nữa. Thì trong cái quá trình đấy thì bây giờ mình sẽ dành nhiều thời gian để đi săn mấy con Ender, người Enderman ấy, và đi làm thêm kim cương, bởi vì hiện tại ấy, là kim cương của mình nó vẫn còn hơi thiếu thiếu, cho nên mình cần phải làm kim cương để làm bàn phù phép với lại vài thứ linh tinh nữa. Còn cái cây này tạm thời là nó đang có vẻ như là phát triển theo một cái chiều khá là tích cực tích cực vồn ra. Còn đấy, còn cá đuối đây, mỗi lần mình về ghét ghét cứ đái rơi hết xuống, cho nên là chúng nó chết hết rồi. Có bao nhiêu cá chúng ta chết hết đây. Thì nói chung là chúng ta không nuôi cá nữa, để cái hồ cho đẹp thôi. Mà thì thấy là mình đã chết bao nhiêu con cá đây rồi, mình không muốn nuôi thêm. Nuôi thêm mà lại đau đớn nhiều cho nên không nuôi nữa. Thì bây giờ mình sẽ đi kiếm thêm một ít mình nghĩ là mình nên đi xuống hang. Mình hình như mình có 8, mình có thể làm một cái lucky block nữa. Đúng rồi, mình có thể làm một cái lucky block nữa đây. Bây giờ mình sẽ làm thêm một cái lucky block nữa nhé, để xem mà nó sẽ có may mắn hay không. Rồi ơi, hy vọng là may mắn. Thì cái nhiệm vụ cái việc mà xuống kiếm vàng ở dưới địa ngục ấy có vẻ như nó khá là, phải nói như là gì, nó khá là xe cát dã tràng hay là cái gì, bởi vì đánh 9 con lợn chúng ta mới có được một cái viên này, mà lợn đấy nó rất là mạnh. Nếu mà xuống đây mà đánh không may mất rất nhiều thứ, cho nên là thôi miễn này, không xuống đó. Bây giờ tập trung là đi vào hang để đi kiếm mấy cái than để làm kim cương chưa á. Rồi mốt làm cái re nữa, cái re để mình ốp cái này vào nè. Rồi nhỉ, cuốn sách này đấy, sức mạnh 3 này và lông chim đấy, để mốt ốp vào chơi cho nó thích nha. Bây giờ đi tìm kiếm hang á, còn cái cây này nó đang mọc nha, cứ để nó tự nhiên này, để nó quá trình hình thành nó tự nhiên tí. Thì có mất map không? Rất nhiều bạn nói mình là nếu như anh cứ thấy mất map vậy thì anh xóa mở nó cái mi map và anh cài lại. Mình xóa mở đi cài lại rồi, không biết là có mất không, mình hy vọng là không mất. Ok. Rồi, bây giờ mình rất là ghét mất map, bởi vì những cái chỗ mình đã đi ấy, thì mình ít thể biết được. Đấy, nó rất là kỳ cục. Vì thế mà mình không muốn nó xảy ra một tí nào hết. Các bạn đang gì chưa? Ô kia 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 kia. Hang kia, hang kia. Sao hang nó xuất hiện rồi? Ê! Hang chạy mất rồi. Thế méo là nó để lại tiếng động kinh tởm đây nhỉ? Ghê vậy. Cầm cái búa rồi đi phang kia. À, có tên mà cần mẹ gì búa. Bắn vỡ sọ giờ. Để nó chuẩn bị nổ nhá. Bắn đấy. Vậy mới nhọ. Ok. Còn cái con hàng nó chạy mất rồi. Phải nổi, đây có dế giết các thứ à. Thì dạo gần đây ấy, là những ngày bình thường mình chỉ làm được một video thôi, bởi vì mình đang rất là bận 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 rộn rồi, cho nên là dạo đây mình lại bận lại rồi, cho nên là hy vọng mọi người thông cảm nha. Thì mình xuống mấy cái hang này này, xuống lại mấy cái hang này để kiếm than và rất là ok luôn, hiểu không? Có kiếm vừa vừa than vừa kinh nghiệm, kiếm kinh nghiệm để mốt mình làm cái bàn phù phép ấy. Thì mình có đây là mình cái đống da bò rồi nhỉ. Từ mình xài cái lucky block và xem nó ra cái gì đã. Để mình nói chung là trong mấy cái tập này ấy, là nó khá là nhàm chán, nó không có được vui vẻ như những tập khác đâu. Vì thế mà thêm méo nào nó ra thêm nhiều vàng hơn. Đấy, tưởng cái gì cũng được. Vãi nhỉ. Trời ơi, tốn 7 với 8 vàng nhỉ, tốn 8 vàng để làm ra cái đấy, xong nó cho mình lại 13 vàng cũng ngon. Quan trọng là mấy thằng này. Ui dưới đây tối thế, như chú dưới đây chưa đi hay sao không ơi. Ui. Các anh đại chưa gì, tưởng mình chiếm địa bàn rồi, chúng nó chưa gì chúng nó bắn mình rồi. Thằng nào? Tao vừa thấy mấy thằng là bắn tao. Ra mặt đấy. Chết mợ cụ mày. Ui. Bắn đấy, rồi nó bắn nhau rồi kìa. Nó bắn nhau rồi kìa. Rồi xong. Dưới đây sâu, hình như dưới đây mình đi rồi. Dưới đây đi rồi. Bên kia là bên kia chưa đi, mình sẽ đi qua bên kia. Mình sẽ đào mấy cái này ra đã, đào một ít đá để qua bên kia. Mình xem mình có mang mình có mang gỗ theo được rồi. Mang gỗ thì làm đuốc thôi và kiếm một ít than nè. Cái than bây giờ cực kỳ quan trọng luôn, hình như là một stack than mới có thể làm được một viên kim cương hay sao ấy. Thế là bây giờ mình cứ đi kiếm em. Đây là bắt đầu là tới cái giai đoạn mà nhàm chán của cái series, bởi vì
Tạm thời là không có gì mới mẻ hết, chỉ có đi xuống hang rồi đi kiếm đồ, kiếm đạc thôi. Hy vọng là chúng ta sẽ sớm có cái cây kia, nó sẽ sớm lớn lên để mình có thể bước sang những cái trang mới của cái trò này. Đấy. Ý mình chỉ có vậy thôi. Và mình hy vọng là mình sẽ pack quá. Rồi, qua. Tuyệt vời. Có đuốc gì nhỉ? 15 cục đuốc này. Cũng được đấy. Ủa, thế là bên đây quá nhiều sắt luôn. Và đây là một cái lĩnh vực mới và chả có cái mẹ gì ở trên đây. Có một đống ếch nhái ở dế men. Ô, đâu, đừng lên đâu, what the. À, bên đây thì phải. Tí nữa thì mình tưởng là mình đi nhầm. Không biết đường lên chỗ nào nữa, đang ấy khóc. Đấy, có sắt nè, tội gì không đào nhỉ? Tội quái gì. Mấy con rơi này quậy quá nha. Đập trên hết bây giờ. Đậu phộng. Ok, mình xin. Ngon. Mình bây giờ nói chung là bây giờ than là rất quan trọng. Than vừa cho chúng ta kinh nghiệm, vừa cho chúng ta gọi là kim cương. Đấy. Than là bất cứ đâu có than, là bất cứ đấy là có vũ lít. Ok. Được đấy. Rồi ok. Làm lấy thêm mẹ. Đây có than nhá. Đây không phải than. Veliot này chắc không có. Ôi ôi chết. Ôi, chết. Đấy có tiếng ịt ịt như kiểu là tiếng của mấy con lợn. Tiếng ịt ịt của mấy con. À như chỗ này là chỗ khủng mổ hoang đúng không nhỉ? Nếu mình nhớ không nhầm. Hình như mình nhớ nhầm rồi đấy. Ừ chắc là mình nhớ nhầm rồi. Chứ khu mỏ hoang đâu có dễ dàng mà tìm như này. Nhưng mà mình nhớ có một khu mỏ hoang nó cũng có cái hang sâu như này nữa. Ồ, đã đỏ không phải than. Như các bạn thấy là bây giờ mình có rất là nhiều than nhá. À, tuyệt đúng không? Xuống đây tiện thể kiếm thêm tí dung nham nữa. Có gì về làm đồ cho dễ. Hy vọng là về những cái cây kia lớn nhỉ, nó mọc ra một con mắt. Mình nhặt luôn. Mình cũng cần phải xuống địa ngục nữa. Xuống địa ngục để làm gì? Ừ, để mà mình đánh mấy con người quỷ lửa đấy, để mình lấy mấy cái que quỷ lửa, để mốt mình còn đi đi làm rất nhiều thứ liên quan đến que quỷ lửa nữa. Không phải là mọi thứ nó đơn giản như vậy đâu. Đây tầng mấy nhỉ? Mình xem nào, đây là tầng 18. Vậy là còn lâu lắm, bây giờ phải có đường xuống. Mà mình xuống nữa thì mình mới gặp được chỗ có mấy cái kim cương. Tầng 12, tầng 11 có kim cương cơ. Mấy cái tầng này là mấy tầng cao lắm. Còn lâu mới có. Đây không có gì phải vội hết, các cậu hiểu chưa? Ok. Hự. Hự. Tiếng méo ở đây. Chó hay mèo đâu. Ghê vãi nhỉ. Tiếng đấy mà tiếng chó tiếng mèo gì, tiếng đấy là tiếng gió. Mình không 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 quan tâm lắm đâu. Mình chỉ hơi sợ sợ thôi, sợ mình không sợ lắm. Mình chỉ đang nhiều trước đây có nhiều vàng lắm ấy phải. Mình nhớ nhiều trước chỗ này có nhiều, bên kia chưa đi đúng không nhỉ? Như bên kia chưa đi hay sao ấy. Bây giờ làm sao để qua đấy? Chắc là bắc bắc thang qua. Ừ. Ui rồi. Bắc thang qua bên kia nhé, xem mà nó sẽ có cái gì bên đấy. Đây có rất nhiều thứ rồi chưa đi à. Lẽ ra là một trong những cái series sinh tồn ấy, là chúng ta chỉ chơi trong vòng 10 đến 20 tập thôi là nó hay rồi. Nhưng mình muốn kéo dài nó một tí bởi vì có tiếng ọc ọc là tiếng con gì ấy nhỉ? Tiếng ọc ấy là không phải là những cái tiếng những con quái bình thường ở chỗ này đâu. Mình nghe tiếng ọc nó lạ lắm. Tiếng ọc ấy hình như là tiếng của con heo địa ngục hay gì ấy, con pinh zombie hay là con gì ấy. Mình không nhớ lắm, hay là tiếng của người Ender nhỉ? Đấy. Nghe như tiếng người Ender. Đúng không nhỉ? Một là con zombie Pigman đấy, hai là người Ender đấy. Nó bên đây đúng không? Mình thử đào qua xem nó có gì nào. Gặp người Ender thì càng mừng nhưng mà không có gì hết. Mình thấy là mình hay gặp người Ender ở mấy khu mỏ hoang ấy. Enderman ấy thì thường gặp ở khu mỏ hoang là nhiều. Cái tiếng là rõ ràng là tiếng là nó đúng không nhỉ? Nhưng mà tiếc là không thấy con nào. Đấy. Có cả tiếng dung nham đây nữa. Mà rõ ràng là không thấy cục dung nham nào đây. Nó ở đâu nhỉ? Nó có thể xuất hiện ở đâu nhỉ? Để xuống nước à. Đi vòng vòng ở đây xem có con nào không. Trời ơi. Mình muốn bắt mấy con đấy lại để mình tát vào mồm nó, đậu phộng nó. Mấy con lợn. Hình như là dung nham đây mình đã lấy hết rồi. Như là hồi trước mình có đi qua đây mình lấy dung nham rồi. Cho nên là tạm thời là hết dung nham rồi. Không sao, gần nhà mình có một chỗ có dung nham mà. Bởi vì cái trí nhớ của mình nó cũng khá là nhớ kỹ. Mình hay lạc đường rồi chứ trí nhớ của mình cũng hơi kinh đấy.
Trời ơi, nó toàn ra cái mỏ này thôi. Chưa bao giờ nó ra một lần nó ra cái mỏ cái mắt Ender cho mình luôn, à, cái ngọc Ender cho mình luôn. Mặc dù là nó có cái mỏ đấy nhưng mà nó không ra. Đấy. Quan trọng là nó không ra, chứ nó ra là mình nhặt rồi. Nó ra thì kiểu gì cũng nhặt luôn. Khỏi phải bàn nhá. Đấy. Ok, mình xin. Mình có một stack than nhỉ? Ôi, hơn một số stack rồi đấy. Cứ là nên chuẩn bị đi về thôi. Mình vừa thấy than trên đây. Không thể bỏ qua được. Bây giờ than, từ khi biết than nó là một cái thứ quý hiếm là anh em mà tuyệt đối đừng bỏ qua nhá, trong cái mod này. Mod mà anh mình mà có để lại cái map anh em chơi thì nhớ đừng có bỏ qua nhá. Tuyệt vời lắm đấy. Ok, mình sẽ lấy cái đống này. Rất là nhiều than luôn. Than vừa cho kinh nghiệm vừa cho đồ thì tại sao chúng không lấy nhỉ? Tí chắc mình xuống địa ngục để mình xem ở dưới đấy hình như nó còn. Thôi mình đi về đã. Dưới địa ngục nó còn có cái trên đây là cái chỗ đây, mình sẽ lên trên đấy mình lấy một ít lava. Ồ, tối à? Tối thì cơ hội sẽ có mấy em bướm. Như bướm này. What? Mình nhớ chạy đường này đúng không nhỉ? Hay trên đây nhỉ? Thôi chết mà. Đây đường này đúng không? Là chúng ta sẽ nếu chúng ta chạy đường này chúng ta sẽ tới cái chỗ mà nó có lava nè. Và trời tối này các bạn biết đấy thì nó sẽ thường ra mấy em Enderman. Đấy, sáng sáng kìa bạn thấy chưa? Chính là dung nham đó. Thì trời tối về thì thường nó sẽ có Enderman và không thể nào thiếu mấy con lợn này được. Thằng nào bắn đau hơn? Đây đây. Thằng nào bắn đau hơn? Thằng mất dạy. Mày nhơn. Ủa, con gì đánh nhá? Zombie à? Ăn rìu, ăn rìu, ăn rìu, ăn rìu. Anh hùng xạ điêu. Quách tĩnh. Ui, bắn trượt nhục. Nhục, 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 nhục mà chửi anh nhục ấy. Mình tự chửi mình luôn, xong mình tự chửi, tự tự chê mình luôn. Đấy, bắn xuyên cỏ chưa? Đấy. Bắn xuyên cỏ, bắn ghê vãi. Đây chính là cái chỗ mà cháy rừng ở tập trước đây. Hai cái này cháy mãi với thời gian luôn. Ở chỗ này thì cái lava nó cháy mãi với thời gian được. Mình sẽ lấy về mấy cái để mình cho nó cháy mãi với thời gian. Như hết múc được ở đây rồi. Ở đây mình đã múc quá quá liều rồi cho nên là không múc được nữa. Đấy. Hình như hết múc được luôn này. 6 5 4. Ôi. Trời ơi nó dư nó quăng ra luôn vãi cả lồi. Mất ơi. Cái đậu phộng vứt vì chúng mày đấy mà tao phải quăng đi một số đồ, quăng đi mất mấy cái xô đậu phộng con bay rồi về thôi. Trời sáng rồi vãi nôi. Trời sáng thì đồng nghĩa bọn zombie sẽ bị ăn búa. Chúng mày chuẩn bị ăn búa đi. Ê, mày mày lì hả? Đậu phộng mày chống cự với bố. Con cừu xám này là con cừu mà mình đã gặp nó hàng tỷ lần rồi và hàng tỷ câu chuyện. Mỗi khi mình qua đến chỗ nó là mình đều nói con cừu hồng nhưng mà mình vẫn chưa thấy cừu hồng ở cái trò này. Ok. Và chưa gặp bất cứ một con Enderman nào vào mấy buổi tối ngày hôm nay. Vâng, thưa các bạn, mình có để ấy nó kia kìa. Rất là tiếc là không bao giờ đánh được nó bởi vì trời đã sáng rồi. Đấy, trời sáng nó nhảy linh tanh tinh luôn. Không thể nào đánh được. Rồi, ước gì mình đập chết nó được. Mày. Đấy nó chạy mất rồi. Đấy nó chạy mất rồi. Nó chạy mất rồi, nó chạy mất rồi, nó chạy mất rồi. Còn một hit nữa. Đâu rồi? Mày chạy đâu? Đây đây đây, đứng lại, đứng lại. Đừng có chạy nữa nha. Ngọc 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 đâu? Ngọc đâu? Không ra ngọc à? Đậu phộng. Có biết là lâu lắm mới gặp một con không? Thế mà không ra ngọc được cho tao. Trời ơi. Đây là tiếng 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 gọi từ quái âm ấy, đậu phộng đó. Mất chết rồi nó hú điếc cả đít. Bố xin. Ê, các bạn rất là cần mấy cái da bò nhá để mốt làm đồ đấy. Mốt làm sách ấy. Sách phù phép ấy là cần rất là cần da bò. Có mấy cái rồi. Có ba cái ở nhà như vẫn còn nhưng mình nhớ là nhà nhiều da bò lắm. Nhiều bạn kêu mình dọn dẹp lại giường ấy. Giường cái cất gì cũng cho vào được, da bò cũng cho vào, hoa cũng cho vào. Thực sự là mình rất là yêu hoa cho nên là hoa mình cho vào là cái điều quá bình thường luôn. Biết là mình rất là yêu hoa mà. Mình là con người sống vì nghệ thuật đấy, nên hoa hòe các thứ là phải giữ. Không thể vứt hoa được. Hoa là một thứ mà thiên nhiên tạo hóa ban cho. Bây giờ muốn con chó quá. Không nói mấy con chó mà bây giờ mất mỡ rồi, tiếc quá. Bây mình muốn kiếm lại cái hang con chó mệt đấy. Bởi nó bị mất map thôi, thì không thể biết được con cua này. Giờ mở mấy cua.
Ngoài đời các bạn có thích ăn thịt cua không? Mình yêu thích. Nó cứ sao sao mình không thích ăn thịt cua lắm nhá. Còn bạn nào thích thì mình cũng không ý kiến, mình sẽ không dám đưa ra ý kiến bởi vì mình có là cái éo ở đâu mà dám đưa ra ý kiến gì đó. Fuck. Ấy, phun à? Phun rương à? Đi về nhỉ, vứt cái thịt heo đi để nhặt cái đống mía về cho chồng. Chồng để mốt cũng xài đấy. Mía với cả da bò rất là cần luôn. Trên đây có than này, nhưng mà lười lấy quá. Lười leo lên chứ nhầm. Leo là water hỡi. Đây có than này đấy, than đây lấy nhanh. Tội quái. Đờ mờ nhưng bây giờ lười đào này ra quá. Thôi vậy. Đây là vùng đất mới thưa anh em, mình chưa đi tới đây bao giờ. Hy vọng là lần sau nó không mất map để mình đỡ bị lãng quên cái chỗ này. Mọi lần hình như mình chưa có lần nào mình đi quá cái chỗ này hay sao ấy. Mình cứ đi đến đây mình TP về. Thế hôm nay mình quyết định là mình. Ý kìa, lại một em nữa kìa. Trời ơi, sao bọn hàng là nó xuất hiện lộ liễu buổi sáng này nhỉ? Mấy hôm nay là ngày chúng nó xuất hiện lộ liễu. Và các bạn đừng bao giờ dùng cung bắn nó nhỉ? Nó chạy mất rồi. Các bạn đừng bao giờ dùng cung mà bắn mấy con đấy, bởi vì vô vị thôi. Nó sẽ không bị ảnh hưởng bởi cung, bởi vì chúng nó như kiểu là ảo ánh mỡ rồi. Để mình thử chạy đây mình xem có thấy nó không. Đã lượn mất rồi, nhanh vãi. Mấy này đi đi trong gió buổi sáng. Creeper vẫn sống rồi. Ê, nổ. Đâu nhỉ, mấy em hàng rồi. Chuồn rồi. Thôi chuồn rồi thì xuống đây đào than. Than Quảng Ninh. Than này đun sướng lắm. Nhưng mà mục tiêu của mình không phải đun mà là chế tạo kim cương ấy, ngành luyện kim hiểu không? Đó. Tiếng gì bịch cái nhỉ? Full than rồi, ghê vậy. Hai stack than rồi. Đấy. Bây giờ chú tâm là đào than nên là được mấy stack than luôn. Chứ bình thường là mình có đào đâu, vứt ra đấy chứ. Đào làm vẹo thì cho mệt thời gian rồi nhỉ. Chỗ này nhìn mình chưa đi rõ ràng luôn này. Đúng nhỉ? Mấy con này bò thích ăn búa nhất đấy. Đấy. Búa đấy, thấy búa là nằm lăn nè, hưởng thụ. Thích thú vô hơn. Đây có nhiều xương rồng nè. Bò bò thích hơn. Bò để mốt làm đồ phù phép. Mình chơi sinh tồn bình thường mình kiếm mãi không ra con bò luôn. Ok. Cái series sẽ hết nhanh thôi. Chắc là cỡ 30 tập. Quan trọng là bao giờ cái cây kia nó lớn. Bên đây đã đi, bên đây mình chưa đi cái gì đây? Chỗ gì đen đen này, mình chạy đến đây rồi. Gì khập khập vậy? The fuck. Từ tiện thể đập mấy con bò này nữa để kiếm mấy cái da mà. Ở cái trò Attack on Titan ở bên channel Vũ Lịch Stream ấy là nó có gì ở cho đi rồi, có vết nổ nè. Nó có cái gì nhỉ? Để mình nhớ lại xem, cái hang này đi rồi đúng không? Sáng sáng kia là đi rồi. Nói chung là kênh Vũ Lịch Stream ấy có cái series Attack on Titan ấy, khi mà chúng ta đập mấy con này nó chết đấy thì đồ nó không bị rơi nước đấy, nó sẽ nổi lên bờ thì rất là thích. Rất là gọi là tiện lợi, các bạn hiểu không? Tiện lợi đi nào. Vậy chỗ này mình đã đi rồi, mình cứ nghĩ là mình chưa đi cơ. Chỗ đây trí nhớ suy giảm quá. Gà sinh tồn, con gà đúng không? Con gà thì không sợ, Iron Chicken mới sợ chứ con gà thì không sợ. Mà giết chúng nó cũng ra gì đâu, giết chúng nó cũng ra đồ như vậy mà. Ô, chỗ này mình đã đi rồi luôn này, có cả cái bàn chế tạo của mình ở đây nè. À, chỗ này là chỗ mình đào, chỗ mình đào hắc diện thạch mà. Ok, đã ghim. À, vậy là bên đây cũng không có gì hết nhỉ, sẽ lên đây mà. Trên đây chắc là chưa đi, cứ mình không nhớ. Và như trên đây chả có cái vẹo gì để đi hết đấy. Mình nhớ có một tập mình bơi ra ngoài khơi thôi mà. Mỗi lần mình đi là mình vẽ rất là nhiều map nha. Nhưng mà mình muốn đi thêm cơ. Đi thêm thì lại không biết cái chỗ đã đi rồi chứ chưa đi. Rất là ghét vì cái tật mất map này nè. Đấy. Cá đuối kìa. Ui cá voi. Có vợt rồi, cái vợt của ông rồi. Rồi vợt để nhà rồi. Đi về nhá. Chỗ này hết hết cái để đi rồi. Đi về thôi. Tê. Về. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Cái gì từ từ đấy? Từ đấy là rõ ràng là tiếng của một cái Enderman đấy 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 đấy, vút 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 đấy. Đồ em. Kìa kìa em kia, em kia kìa. Nhìn vào mắt anh. Hãy nhìn vào mắt anh đi. Hãy nhìn vào mắt anh đi. Ôi đâu. Phải nồi đâu á.
biến mất rồi, tan biến rồi. Thì kia kia nó kia nó kia, đuổi đuổi nó, đuổi nó, đừng cho nó chạy, đừng cho nó chạy, đừng cho nó chạy. Đồ ơi, chạy đi đâu, chạy đi đâu? Ơ vẫn không rớt à, vẫn không rơi ra ngọc, đều vãi. Ai giời ơi, anh hùng bàn phím đứng sau cây bắn, đứng sau cây bắn, đứng sau cây bắn, đứng sau cây bắn này, chết đi. Bây giờ mình sẽ về mình đặt đặt phải nói là tiêu ưu tiên hai cái xô dung nham vào hai cái bếp lò để cho nó cháy liên tục 24/24. Hình như ở Minecraft thường nó sẽ không cháy liên tục 24/24 đâu, chỉ có Minecraft này nó mới cháy 24/24 thôi. Và bỏ thịt vào. Đấy, 24/24 ấy. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ một cái đây nữa. Đặt đun cái đống này lên. Đấy, 24/24 nha. Không bảo sợ mất. Rồi, bây giờ tới lúc mà anh truyền thụ cái đống than này lại rồi. 1 phút 30 giây để vượt lên chính mình. Mình sẽ bỏ thêm này vào đây. Nói chung là dung nham vào đây rất là ngon đúng không? Để thoải mái. Rồi bây giờ sẽ cất đây. Cái cây scrap 4D bây giờ mình cũng không cần lắm. Đây là rất nhiều đồ ấy, hoa hòe các thứ, cái gì cũng để vào. Nói chung là mình rất là bừa. Các bạn mà ở đây các bạn nhìn cái phòng mình, các bạn chửi mình như tó luôn. Bởi vì cái phòng mình nó rất là bừa. Bỏ một stack than vào nhá. Chắc là một stack than sẽ được một cục thật đấy. Nên cũng không có gì là quá đáng. Thế là nhìn trong bóng tối, mốt đi đánh rồng về mặt. Mình có thể làm một cái Skype, một cái Lucky Block nữa. Cho nên là mình sẽ lấy một cái máy thả nó ra. Và chưa bao giờ mình mở Lucky Block mà nó ra một cái gì đó ngon lành nhỉ. Ví dụ như nó ra cho mình 10 cái mắt Ender đi. Đấy, mình sẽ đi tìm đời ăn, mình đi phang vào rồng luôn. Ok, đi xa xa tí. Đó may nó ra con zombie khổng lồ hay là ra con... Cái cây nó có mọc thêm không nhỉ? Nhìn nó... Nó có tí chất lượng rồi đấy. Trồng cây là chỉ chờ ngày hái quả thôi không ơi. Rồi, cách xa xa này được rồi. Nó ra phát nghìn quả TNT nổ hết cái bản đồ chết. Cái đậu phộng. What the fuck, nó cho mấy cái này làm gì đấy? Tính cho anh đối anh rồng ở mấy cưng. Anh không bảo anh rồng mấy cái đồ nghèo nàn nữa đâu. Rồi mình sẽ đi xuống địa phủ nhá. Cây này cố lớn nhăn lên. Đậu phộng. Cái gì á? Ê cá. Trời ơi, sao cá xuất hiện đây? The fuck. Ơ cái hồ lại có cá thử lại này. Tự nhiên cá nó sinh trưởng ở đây. Đấy, hai cái này bất tử à. Không bao giờ sợ hết. Đấy. Bây giờ mình sẽ cất mấy cái này vào. Peng peng. Để dành mốt xài tiếp. Thôi lại phải làm thêm một cái cái giường á. Bây giờ độ người mình làm một đống giường luôn. Vãi nôi thật. Mình không thể ngờ có một ngày mình làm kỷ lục về giường mất. Mình sẽ có rất là nhiều giường. Đấy, làm đống giường ở đây. Lại cất đồ vào. Với anh thì bao nhiêu giường cũng không là đủ. Đây, chắc là mình sẽ có một cục kim cương mới rồi đấy. Đấy, một cục mới này. Đấy, cứ một stack than có một cục kim cương. Mốt là mình sẽ làm cái gì đó bằng cái kim cương này. Đấy, rồi đùa. Bây giờ đi xuống địa ngục rồi không nghe. Cất mấy cái này vào. Có cần cất hết vậy không nhỉ? Rồi bây giờ bắt đầu mang những thứ cần. Đây, đồ ăn, đuốc, than, rồi gỗ. Rồi ok, đi xuống địa ngục nào. Let's go. À nhầm, let's go. À đóng cửa vào, đậu phộng. Để bọn creeper nó chui nhà xong tí đi về thấy cảnh khổ thân lắm. Nhiều bạn cứ bắt mình đập nhà ra, đậu phộng cứ bắt đập nhà lấy sô cô la để ăn. The fuck. Các bạn nghĩ mình nhỏ mọn vậy? Cái nhà là thứ quý giá không thể đập ra được. Các bạn cần phải hiểu điều đó. Từ từ. Trời sắp tối rồi, đi săn Enderman sướng hơn. Tập này là tập đi săn Enderman. Trời ơi. Không nên mà vì mấy cái danh lợi nhỏ nhoi mà bỏ lại một đống Enderman được. Có tiếng bịch ấy nhỉ? Mấy con dế người nhỏ tí mà nó nhảy nghe con bịch phát. Khám bãi lôi. Rồi, hôm nay mình đã đập chết hai con Enderman mà nó không ra bất cứ một cái. Nói chung ấy là đánh Enderman thì dùng cái búa, còn đánh mấy cái con kia thì dùng cái cung. Ok. Và thường thì mình sẽ ưu tiên cho cái việc mà chạy ra sa mạc. Sa mạc đâu? Đấy, chạy đường này sẽ ra sa mạc. Thì ra sa mạc thì cái cơ hội mà gặp được mấy con Enderman sẽ cao hơn. Đó.
Ok. Và heo có gì? Hello, máy cưng. Ajinomoto, Setonomoto, Kolokomotsu, ốc chó cô. À, phù thủy. À, đấy, 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 đấy. Đấy, ngồi ra đây cưng. Ua, ua, ôi, chết rồi, nó móc móc chỗ. Cái gì á, cái gì á, cái gì á, cái gì á. Ui rồi zombie cưỡi gà. Mày phán tao à gà. Tao mày cùng họ gà sinh tồn, mày phán tao à. Ôi, đừng, đừng nổ em nhá, đừng nổ em nhá. Đâu á, mày. Ơ không ra à? Ui 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 ui, chết chết chết. Ui ui, ơ có ngọc kìa, ngọc kìa. Thôi chết rồi, không sao, tao sẽ TP lại chỗ đấy. Đâu rồi? TP lại đấy. Ui, vãi cái khúc mà bị con kia đánh ấy, bị con kia nó hấp quá. Bị con gà nó hấp quá, à, bị con zombie con nó hấp quá đấy. Mình chết dưới là chết bọn zombie con. Ui bọn này trâu đấy, mấy con phù thủy là trâu ghê luôn đấy. À, nó cho viên thuốc không vậy? Nhìn tưởng nó cho thuốc, ai ngờ là cái que. Con mắt nhện với lại tí ghé ghé. Được một cái ngọc Ender đã rồi, tuyệt vời lắm. Nói chung là sưu tập càng nhiều càng tốt. Đi mốt đánh rồng xong. Hello, trời về đêm thật là đẹp quá đi. Mày nghĩ mày có thể giết được anh à? Mình sẽ đi trong trời tối này. Trời, mình nghĩ là để chế độ khó thì nó sẽ ra nhiều con Enderman hơn chứ nhỉ. Cái này mà chơi hardcore mình chết mấy lần là mình xóa thế giới mấy lần rồi. Đứng ở trên cao sẽ nhìn mấy cái con kia sẽ dễ hơn, và thường là phải khứ mấy thằng nào ở cùng trang lứa đi, không nó bắn mình chết đấy. Cái gì kia, cái một cái giếng ở kia. À, nếu mình nhớ không nhầm là đấy có một cái nhà, đúng rồi. Vậy chỗ đấy không quan trọng, chỗ đấy có một cái nhà thì chỗ đấy mình là chỗ mình mở Lucky Block đấy. Ok, chắc là mình sẽ dừng tập này đây. Tập sau mình sẽ đi săn tiếp. Và nếu các bạn thích cái series này thì đừng quên ấn like và đừng quên ấn share video cho mình nhé. Đó chính là cái động lực rất là lớn cho mình làm thêm những cái video tiếp theo hay hơn. Và dạo gần đây thì mình làm được một ngày một clip thôi, cho nên là anh em xem đỡ. Ok, bye bye.